Trong ngày hôm nay, Vinh Sơn họ sẽ ra sân trong trang phục toàn xanh. Về phía đội ra sân, các cầu thủ bên phía Vinh Sơn có cầu thủ mang số 15 Đức Thuận, số 12 Tuấn Giao, số 16 Mạnh Dũng. Dứt điểm đầu tiên của Vinh Sơn, chuyền không thành công. Pha phối hợp vẫn còn, dứt điểm vào. 1-0 cho các cầu thủ Đông Bắc, và người lập công đó chính là Văn Sơn. Một pha phối hợp bộ ba tam giác rất hay của các cầu thủ Đông Bắc. Được chuyền tưởng chừng như hơi ớ nhưng lại là quá hợp lý để cho ở và chạm chắn này. Đông Bắc muốn chứng tỏ một sức mạnh thực thụ, rất nguy hiểm ở tình huống treo bóng vừa rồi. Treo bóng đánh đầu rất nguy hiểm, đó tình huống dứt điểm ban đầu của Xuân Tuấn. Treo bóng vào, Xuân Tuấn rất táo bạo trong pha bóng vừa rồi. Nếu như đó là một bàn thắng thì chắc chắn đó là một siêu phẩm của giải đấu lúc này. Phải để con rất hay, dứt điểm không vào. Chào bóng ra, không được. Đó là các cầu thủ Vinh Sơn lên bóng. Rất hay, lợi thế căng thẳng vẫn còn. À, có tình huống va chạm rồi. Bóng bật ra, dứt điểm đi không vào. Rất bình tĩnh. Vũ Huy dứt điểm không vào. Và như vậy là hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu giữa Đông Bắc và Vinh Sơn đã chính thức được bắt đầu. Trải cầu ra tuyến hai hơi chậm, dứt điểm suýt chút nữa thì đã có bàn thắng cho các cầu thủ Vinh Sơn. Vũ Đạt không thể vượt qua được hai cầu thủ bên phía Đông Bắc. Đá bóng, dứt điểm B, vẫn là Đức Thuần. Đang là những giây phút thi đấu cực thăng hoa của thủ thành bên phía Vinh Sơn. Xuân Tuấn đánh đầu sang. Đó là tình huống trời xuất sắc của Giao Huy với một tình huống băng lên và đâm bóng. Đường chuyền chính xác. Đi bóng và dứt điểm của Văn Thắng. Nhưng về đội bóng áo trắng. Lấy bóng, Vũ Đạt. Vẫn là Vũ Đạt. Rất bình tĩnh, dứt điểm, không vào. Xuân Tuấn. Vẫn là Xuân Tuấn dứt điểm. Một cuộc phẩm đã được vẽ đi bởi đôi chân của đội trưởng Xuân Tuấn. Quá tuyệt vời trong pha bóng vừa rồi. Một đều. Một tình huống dứt điểm từ rất xa. Bóng đi qua lách của Gia Huy và mang về bàn thắng cho các cầu thủ Vinh Sơn. Trận đấu đã trở về vạch xuất phát khi chỉ còn ít phút nữa sẽ kết thúc hiệp hai. Cơ hội cho Trần Dũng. Phản công để đi rồi. Phản công để đi rồi cho đội tuyển Vinh Sơn. Đó là Trần Dũng. Cái chân trái quá ngoan của tiền đạo bên phía Vinh Sơn. Niềm vui và nỗi buồn chỉ cách nhau một găng tay mà thôi. Quá tuyệt vời. Thế trận đã xoay chiều hoàn toàn với Đông Bắc trong khoảng ít phút vừa qua. Lên bóng cho các cầu thủ Vinh Sơn. Dứt điểm này không vào.
Cơ hội trả bóng ra. Vẫn còn. Dứt điểm đi, không vào. Đó là đội trưởng Xuân Tuấn, một tình huống cứu thua xuất sắc. Đã có tình huống phạm lỗi rồi. Vẫn là Trần Nghĩa. Bóng bật ra. Đã bị loại bỏ. Trần Dung. Rất hay. Và để bóng lên phía trên. Khoảng không. Bóng bật ra. Dứt điểm đi. Trần Dung. Đó như một món quà mà Giao Huy dành tặng cho các cầu thủ Vinh Sơn trong trận đấu ngày hôm nay. Ba một cho các cầu thủ đội Vinh Sơn. Lấy bóng cho các cầu thủ Đông Bắc. Trọng tài không thành công. Rất nỗ lực để cứu bóng. Trần Nghĩa. Đó là pha bóng của Đình Tú và đến lúc này tiếng còi trọng tài đã cất lên. Trận đấu giữa Đông Bắc và Vinh Sơn đã kết thúc với bàn thắng nghiêng về đội bóng Vinh Sơn. Anh loa của hai mất chìa khóa của em nhé.